Vâng, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Trên tay tôi là một chiếc loa Dyni Q92. Cái bao bì của nó đây. Dòng loa điều khiển từ xa cao cấp rất là quen thuộc với các bác rồi. Tôi xin giới thiệu lại cho các bác nào mà mới truy cập kênh, chưa nắm được, hoặc các bác nào mới chơi, hay các bác lâu ngày rồi mà còn quên được cái chức năng của nó, thì tôi hướng dẫn lại cho các bác nhé. Giới thiệu chi tiết cho các bác về con loa Dyni Q92 này. Đối với dòng loa này thì được rất nhiều anh em ưa chuộng. Nó cũng là dòng loa cao cấp nhưng mà giá tiền của nó thì bình dân. Giá nó sẽ rẻ hơn cái dòng 100 nhé. Và về chức năng của nó thì cũng cơ bản giống như vậy. Cái này nó chỉ có cái điểm là pin của nó. Pin của nó thì sẽ dùng được khoảng 7 đến nói chung là khoảng 8 đến 9 tiếng. Dùng liên tục 8 đến 9 tiếng các bác nhé. Dùng liên tục 8 đến 9 tiếng. Thế còn về chất lượng âm thanh thì cũng rất là tuyệt vời, không phải chơi điểm gì cả nhé. Đây là cái vỏ bao bì của nó, Dyni Q92. Các bác lưu ý nhé, Dyni này, Q92. Thì tôi sẽ mở ra để các bác nắm được trong này có những cái phụ kiện gì nhé. Trong phụ kiện này có những gì. Đối với dòng loa này là dòng loa anh em rất là ưa chuộng. Đây là cái phụ kiện phía trong nhé, phụ kiện phía trong. Đấy. Thì bao gồm là một thân loa. Một thân loa này. Đây là một thân loa này. Đấy. Một tay điều khiển nhá, một tay điều khiển. Tay điều khiển nhá. Cái loa này ấy, là cái loa đã qua sự test của shop. Shop đã test thử rồi. Thì là loa đã bỏ ra ngoài khỏi túi này nhá. Tay điều khiển đã lấy pin. Đã lắp vào trong này rồi. Và cái phần phía bao bì ngoài đã đánh dấu là ok rồi thì các bác nhá. Đánh dấu ok rồi đây. Đấy, cái loa này đã test của ngon lành hết rồi. Và dây cục sạc điện nhé, cục sạc điện cho loa, dây sạc cho tay điều khiển nhá, dây sạc cho tay điều khiển thì tương tự như cái loa AT100 kia, phụ kiện cơ bản giống như vậy nhé. Còn các bác lưu ý kỹ khi các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, các bác vui lòng nhấc cái miếng nhựa ra giúp tôi, nhấc miếng nhựa ra ngoài thì ở phía dưới sẽ có cho các bác đó là cái túi dẹp gì để đeo. Chứ một số các bác không biết chỗ này không tìm được thì cứ bảo là shop gửi cho các bác thiếu túi. Đấy, các bác vui lòng nhấc cái miếng nhựa nó ra thì phía dưới này sẽ là cái túi nhé. Thì đấy là những cái phụ kiện cơ bản tiếp theo nhé, phụ kiện cơ bản theo của loa. Để các bác quan sát này, đây là chiếc loa nhé. Đây là chiếc loa này, Dyni Q92 các bác nhé. Dyni Q92 này, toàn bộ thân này cũng bằng nhôm hết, các bác nhé. Cái mác này sẽ là phía dưới đây, Dyni Q92 này ở phía dưới này. Đấy, các thông số của nó này, 180W này, rồi pin này. Đấy, nha các bác nhé. Xung quanh vỏ toàn bộ là bằng kim loại nhôm đấy. Dâu anten bên một sườn, bên này theo sườn. Cái kiểu dáng thì nó giống như loa ấy rồi, nó là ra đầu tiên nó giống như là, nó cũng giống như cái loa 100 ấy nhé. Đây mặt trên, này các bác nhé. Đây mặt trên. Đối với dòng loa này cũng là cái dòng loa mới nhất phiên bản 2018, có cái chức năng là đèn xanh, đèn báo xanh khi sạc các bác nhé. Còn đối với cái dòng loa 2017 Q92 đời trước ấy, thì nó sẽ không có cái đèn báo xanh gì đâu. Đây là dòng loa mới nhất Q92 2018 có cái chức năng đèn báo xanh này nhá các bác nhá. Đấy. Thì về cơ bản đây, lỗ cắm truyền âm thanh này, chân cắm USB này, chân cắm thẻ nhớ này, chân sạc này, có nguồn nhận cái nguồn sạc là DC 9V này. 3 nút điều chỉnh, 1 nút nguồn này, 2 nút chỉnh hiệu ứng âm thanh này. Hiệu ứng âm thanh các bác nhá. Hiệu ứng âm thanh. Đây. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 5 nút này thì play này, lách bài đuôi, hoặc là giảm âm lượng này, lách bài tới hoặc là tăng âm lượng này, báo ở trong thẻ có bao nhiêu bài này, chuyển chế độ phát này nhé, màn hình này. Thế dòng loa này nó là dòng loa cao cấp thì tương tự như dòng loa cao cấp khác các bác đã nắm được rồi. Đó là khi cắm thẻ nhớ vào bật lên thì loa nó sẽ nằm ở chế độ tạm dừng, tạm chế độ tạm dừng này, đây là một chế độ tạm dừng.
TF này, PAOS và là Power Shift ấy. Các bác muốn nó hoạt động thì các bác bấm một nút vào đây. Đấy, bấm đây nó sẽ hoạt động. Đây, mang mic 7 tới này. Lên số 2 này. Lên số 3 này. Đây, lên số 4 này. Đấy. Bấm vào lúc này là báo có bao nhiêu bài này. Trong thẻ này là có 4-5 bài các bác nhé. Thì đây là cái dòng loa cao cấp Q92. Chất lượng âm thanh thì tuyệt vời. To, rõ ràng nhé. Thời gian dùng pin thì nó đạt khoảng 8-9 tiếng. 8-9 tiếng các bác nhé. Và giá thành thì hợp lý. Giá thành hợp lý. Hiện tại con này đang là 700.000 các bác nhé. Giá thành cực kỳ hợp lý. Đây các bác xem được kỹ giúp tôi nhé. Loa cao cấp Dyni Q92. Dạ Dyni Q92 này. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc nhé các bác nhé. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, xong thanh toán tiền trực tiếp từ người giao hàng luôn. Ship đi mọi miền đất nước. Đối với cái dòng này thì nó sẽ điều khiển từ xa tốt cho các bác trong phạm vi hơn 100m. Nói chung là tất cả các dòng loa điều khiển từ xa thì cái sóng điều khiển từ xa nó giống nhau, 150-200m nha các bác nhé. Đấy. Rồi xin cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu về các dòng loa sau. Xin chào các bác.